rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lê Lực Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Quý vị thân mến, trong cái video hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn ba con giáp vướng họa tam tai, cuộc sống lận đận, thị phi đầy mình trong năm 2020 và cách hóa giải để có được tiền tỷ cầm tay trong năm 2020 này. Chúng ta biết rằng là tam tai là ba cái họa liên tiếp và các cái tuổi dưới đây phải cẩn thận họa ập xuống đầu trong năm Canh Tý 2020. Thì căn cứ vào cái lịch vạn niên thì trong năm Canh Tý 2020 thì ba tuổi là Tỵ, Dậu và Sửu tiếp tục phạm phải là tam tai. Các tuổi Tỵ gồm có là 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 và các cái tuổi Dậu là gồm có là năm 45, năm 1900, 57, 1969, 1981, 1993 và 2005. Và các cái tuổi Sửu là gồm có là 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 và 2009. Trước hết chúng ta cùng tìm hiểu về tuổi Dậu. Thì tuổi Dậu thì bước sang cái năm 2020 thì tự nhiên công việc gặp khó khăn, dù trước đó có thể mọi thứ đang ổn định, thị phi bổ vây, bạn và cấp trên xảy ra mâu thuẫn nên có nguy cơ mất việc, giảm lương, thậm chí là giáng chức. Bạn đau đầu vì muốn nghỉ việc nhưng công việc này cũng không hề dễ kiếm. Nếu nghỉ việc thì thu nhập của gia đình cũng sẽ bấp bênh. Ngoài ra thì chuyện hôn nhân cũng là vấn đề đáng nói. Vợ chồng mâu thuẫn, xung đột thường xuyên với người thân khiến bạn mệt đầu. Cần phải nghiêm túc hơn trong mối quan hệ này và nhất định phải nỗ lực hết mình vì gia đình. Đi ra ngoài thì tránh đi lại xe cộ đường dài, tránh vào chỗ tối, tránh ở trong bóng đêm lâu và cũng không nên đi đêm, đi hôm kéo gây tai nạn hại mình. Phải sống tích cực, suy nghĩ thấu đáo thì mọi việc mới êm xuôi. Đối với tuổi Tỵ thì Tỵ vướng họa lớn nhất là tiền bạc. Có thể công việc đầu tư bị thất bại, thua lỗ, bị vỡ nợ nên phải bồi thường thiệt hại lớn. Người ta đến đòi nợ nhiều làm bạn phải vất vả vay mượn, chạy vạy, thậm chí là bỏ xứ mà đi. Tình cảm không được như ý cũng vì vấn đề về tiền bạc. Trong lúc khó khăn mà vợ chồng lục đục cãi vã thì thật là không thuận chỗ nào. Cứ đà đó thì thế nào cũng ly tan. Sức khỏe sa sút, tinh thần kiệt quệ, bạn dính phải mấy trận ốm nặng vì có áp lực tiền bạc, tinh thần cố gắng vững vàng lên, ăn uống, ngủ nghỉ khỏe mạnh thì mọi sự sẽ bớt xui xẻo. Và tuổi thứ ba đấy là tuổi Sửu. Sửu vốn thông minh nhưng cũng có lúc bị thông minh hại. Quá tính toán, quá kỹ càng lại làm cho công việc của bạn không được như người ta. Có những kế hoạch người khác làm xong rồi còn bạn thì vẫn mày mò vì tỉ mỉ. Thế thì không thể đáp ứng được cái tiến độ về thời gian nên cấp trên sẽ chẳng cho bạn vị trí cao hơn người khác. Công việc thị phi vì liên tục cãi vã, tranh giành quyền lợi với đồng nghiệp. Bạn cần phải tiết chế lại cảm xúc của mình. Tử vi năm 2020 của người tuổi Sửu cho thấy thì họ gặp phải họa sức khỏe, bị ốm nặng liên miên lại còn bị tai nạn xe cộ. Tốt nhất là hạn chế đi lại đường xa, ăn uống tầm bổ, bớt suy nghĩ và luôn sống với tư tưởng mọi chuyện đã qua thì nên cho nó qua đi thì mới thoải mái hơn được. Và sau đây là cái cách hóa giải tam tai cho người tuổi Tỵ, Dậu và tuổi Sửu. Về cái cách cúng giải hạn tam tai thì trong cái năm Canh Tý thì các cái tuổi như Sửu, Dậu và Tỵ ứng hạn tam tai rơi vào vị thần Địa Vong, cúng vào ngày 22 âm lịch hàng tháng. Hướng cúng vái lạy là hướng Bắc. Có thể cúng ngoài trời, trong sân và phải hết sức thành tâm là được. Tốt nhất nên cúng vào lúc trời gần tối, từ 18 đến 19 giờ trong ngày. Và chúng ta chú ý là đối với ba tuổi này nên đeo cái vật phẩm phong thủy để giải hạn tam tai. thì các cái tuổi Sửu, Tỵ và Dậu nên đeo các cái vật phẩm phong thủy hộ mệnh có các cái vị Phật. Người tuổi Sửu nên đeo trang sức có mặt Phật Hư Không Tạng Bồ Tát. Đây là cái vị thần tượng trưng cho cái sự thành thực và giàu có. Tuổi Tỵ có thể đeo Phật bán mệnh là Phổ Hiền Bồ Tát. Vị thần này tượng trưng cho sự đức độ và tấm lòng từ bi tự nguyện. Tuổi Dậu nên mang theo vật phẩm có hình Phật A Di Đà bên mình. Vị Phật này tượng trưng cho trí tuệ minh mẫn, giúp bản mệnh tập trung tinh thần cao độ, dễ dàng vượt qua khó khăn. Và hơn cả là phải chịu khó làm việc thiện, sống ôn nhu, vui vẻ, hài hòa, nhân đạo. Quý vị thân mến, trên đây thì quý vị đã cùng chúng tôi tìm hiểu về ba con giáp vướng họa tam tai, cuộc sống lận đận, thị phi đầy mình trong cái năm 2020 và cái cách hóa giải để có được một năm 2020 đầy may mắn, tiền tỷ cầm tay. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy ghi rõ rồi để ý lại lời bình luận bên dưới của video và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Lê Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Và sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.